Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Sau khi bị sấp mặt lờ ở bên Liên Quân Mobile thì bây giờ mình sẽ đi chế thử một vài cái chân nguyên 6X để kiếm kỹ năng, để xem có thể xóa được cái nhỏ trong ngày hôm nay không nha. Rồi, hiện tại mình đang có được 100 mấy chục k nguyên khí thì mình có thể chế được 10 mấy cái chân nguyên 6X và bây giờ mình sẽ chế luôn. Rồi, cuối cùng mình cũng đã ra được 1 cái hiếm và 2 cái thừa. Giờ mình sẽ bán luôn 2 cái thừa này và giám định cái hiếm luôn. Vô. Wow, kỹ năng. Để coi kỹ năng gì. Wow, băng nhận trời ơi, băng nhận kìa. Trời ơi, băng nhận kìa anh em ơi. Quá hình. Sau bao nhiêu lần săn kỹ năng và cuối cùng bây giờ nó cũng đã ra được một kỹ năng mình hằng ao ước, đó chính là băng nhẫn, băng thanh ngọc nhẫn. Cái kỹ năng này đối với cái môn phái ngô độc này là một kỹ năng rất là cần thiết. Đây là nó có cái thời gian khá là lâu, đó chính là 60 giây nó mới hồi, nhưng mà mỗi khi mà nó hồi lại thì chúng ta sẽ có thể combo được rất là nhiều nguyên một bộ chiêu của mình luôn. Và ngô độc là một trong những môn phái khá là phù hợp đối với cái chân nguyên kỹ năng băng nhẫn này. Chơi quá hên luôn, mình đã mong chờ rất là nhiều lần rồi để mở ra kỹ năng băng nhận. Và hôm nay mình cũng đã tận tay mình mở ra băng nhận cho cái ạc của người ta, chứ không phải ạc của mình. Ạc này là ạc của ông Son Gotham. Hôm nay ổng cực kỳ bị cái gì luôn á, đánh liên vương với ổng, chung wifi với ổng mà ổng lắc mà mình không bị lắc. Còn cái ổng phết rồi mình thua. Đó, chắc đó là một cái để đánh dấu cho mình, để mình ra ngoài mình mở chân nguyên, nên là nó được cái kỹ năng này cực kỳ hay luôn, cực kỳ hơn luôn. Cái kỹ năng này mình rất là mong chờ. Và cái năng này nó giúp cho anh em hồi lại chiêu và giúp cho anh em cấu đĩa tốt hơn đối với những ai đã có kỹ năng này. Rồi, bây giờ mình sẽ tẩy kỹ năng qua luôn, tổn 50k cống hiến. Trời ơi, vui quá trời vui luôn. Tuy không phải là ạc của mình, nhưng mà mình đã tận tay mình mở ra được một cái cực phẩm này là mình cảm thấy cực kỳ vui luôn. Bởi vậy anh em khi mà có người nào đó được một cái tin vui, anh em nhớ chia sẻ cùng họ đi, giống như mình đó, để anh em có thể thơm lây. Không biết bên này cái tài mình bốc trúng cái gì mà nó hên như thế, chắc bốc trúng vàng nên nó mới đỏ như vậy.
Trời ơi, càng nhìn càng thích, đã quá anh em ơi. Rồi, video của mình đến đây thôi. Nếu các bạn thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình để có thể nhận được những video mới trong thời gian sắp tới nha. Các bạn hãy cùng chung vui với mình bằng cách like video này và share video này ra cho tất cả mọi người cùng biết mình đã chế tạo ra một kỹ năng chân nguyên cực hiếm ở trong game Võ Lâm Truyền Kỳ Bộ Bài này. Và hy vọng tất cả anh em xem video này có thể chế tạo ra chân nguyên và giám định ra kỹ năng trong tương lai nha. Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Trời ơi, vui quá là vui luôn.